Trần Phi Đế có tên Húy là Hiền, là công trưởng của vua Trần Dị Tông và gia từ hoàng hậu Lê Thị. Vua sinh ngày 6 tháng 3 năm 1361. Sau khi vua Trần Dị Tông tử trận ở Chiêm Thành, Trần Hiền được bác là Thượng Hoàng Nghệ Tông đưa lên ngôi. Vua tự xưng là Giảng Hoàng, lấy niên hiệu là Sương Phù. Khi lên nối ngôi, vua mới 16 tuổi, mọi quyền hành vẫn do Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông nắm giữ. Dưới thời vua Phế Đế, triều đình phải đối phó với cả thù trong giặc ngoài. Ở phương Nam, quân Chiêm Thành liên tục đem quân sang đánh chiếm Đại Việt. Còn ở phương Bắc, nhà Minh cũng lung dòng ngó. Trong nước, tình hình cúc chính rã rời, triều đình rối ren. Thượng Hoàng Nghệ Tông quá tin dùng ngoại thích Liệt Quý Ly, tức Hồ Quý Ly, đã ban cho Quý Ly gươm và cờ có đề 8 chữ: văn võ toàn tài, quân thần đồng đức. Được giao nhiều quyền hành lớn, Quý Ly tìm mọi cách phát triển thế lực riêng. Trong khi Thượng Hoàng Nghệ Tông không chút nghi ngờ, thì vua Trần Phi Đế đã nhìn thấy rõ âm mưu của Liệt Quý Ly. Nhà vua đã bàn với Tâm Phúc tìm cách trừ khử Liệt Quý Ly để tránh họa về sau. Thế nhưng âm mưu đó bị bại lộ, Liệt Quý Ly đã tìm cách lật ngược tình thế bằng việc mặt to với Thượng Hoàng Nghệ Tông vì âm mưu của Trần Phi Đế. Chỉ với một câu ngạn ngữ lâu đời, Quý Ly đã tự cứu mình, biến họa thành phúc. Hắn đã tâu với Thượng Hoàng: cổ lai chỉ có người bán cháu nuôi con, chứ chưa thấy ai bán con nuôi cháu. Thượng Hoàng đã nghe theo lời của Quý Ly, phế bỏ vua. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi lại như sau: tháng 12 ngày mùng 6 sáng sớm, Thượng Hoàng vơ ngự vì an sinh, sai điện hậu hồ về, rồi sai chỉ huy hậu nội nhân gọi vua đến bàn việc nước. Vua chưa kịp ăn, vội đi ngay, chỉ có hai người theo hầu mà thôi. Đến nơi, Thượng Hoàng bảo vua: đại vương lại đây, nói rồi, lập tức cho người đem vua ra giam ở chùa Tư Phúc. Cùng thời điểm đó, Nghệ Tông tiên đọc nội chiếu rằng, trước kia Duệ Tông đi tùng phương Nam không trở về, dùng công đức để nối ngôi là theo đạo thời xưa. Xong, quan gia từ khi lên ngôi đến giờ vẫn còn trẻ con lắm. Giữ đức không thường thanh mặt với bọn tiểu nhân, nghe bọn Lê Ái Phu, Lê Dữ Nghị dìm pha vu hãm người công thần làm dao động xã tắc, nên giáng xuống làm linh đức đại vương. Song nước nhà không thể không có người đứng chủ, ngồi báu không thể bỏ không, nên đón chiêu đại vương vào nối đại thống. Bá cáo trong ngoài để mọi người đều biết, một số tướng lĩnh có ý đưa quân vào điện cứu Giảng Hoàng. Song vua lại chỉ biết hai chữ giải giáp và ra bảo họ không được trái ý với Thượng Hoàng. Một lúc sau, vua bị Thượng Hoàng ép khắc cổ chết ở Phụ Thái Dương. Vua Trần Phế Đế mất khi 28 tuổi, ở ngôi 12 năm. Khi Phế Đế lên nối ngôi năm 1377, gia từ hoàng hậu đã từ chối cho con không được bèn khóc lóc, nói với những người thân tín rằng: con tôi kém phúc lắm, không cán đáng được cái ngôi rất quý trọng ấy đâu, chẳng qua chỉ tổ chức lấy vạ vào người. Tiên quân đã hạ thế, người vị vong này chỉ muốn thác đi cho rồi, chứ chẳng muốn ngó đến việc đời nữa. Huống chi lại nỡ nhìn con mình sắp bị nguy hại. Đến khi Giảng Hoàng bị phế và chết, mọi người đều phục bà là người biết dịp trước. Nghệ Tông kết tội Phế Đế, nhưng hậu thế lại kết tội chính Nghệ Tông. Sử thằng Ngô Sĩ Liên đã nói: bọn loạn thần tặc tử mà thực hiện mưu kế của chúng, nguyên nhân không phải là một sớm một chiều, việc đó có ngọn nguồn hình thành từ lâu rồi, cho nên thánh nhân phải nhận biết rõ âm mưu từ rất sớm và thận trọng phòng giữ như dẫm lên xương. Họ Hồ cướp ngôi nhà Trần chẳng những vì Nghệ Hoàng không thận trọng trước âm mưu của nó, mà còn vì đã gây ra đầu mối nữa.